Dạ rồi, xin chào anh em nha. Thì chào mừng anh em đã quay lại với kênh Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Thì hiện tại bên em đang có một cái dòng máy rất là tốt, kèm theo đó sẽ có thêm cái combo cực kỳ đỉnh nữa dành cho anh em mình. Và hiện tại có combo này bên em chỉ bán cũng như là hỗ trợ được anh em cho đến hết 30 tháng 4 rồi nha. Thì anh em nào đang có nhu cầu mà đầu tư những con máy như là khoang 3 chức năng bê tông pin của thương hiệu Deston và chân pin, đó là chân pin M21, chân pin phổ thông, thì anh em phải xem hết video này để biết được cách thức chốt đơn cũng như là con máy này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu gì cho anh em nha. Thì hiện tại ở trên bàn em đang để cho anh em tất cả luôn là 4 loại pin. Thì ở đây sẽ có là pin 4A, pin 5A, dòng Gen 2, pin 6A, Gen 2 và dòng 7A rưỡi. Thì hiện tại đây là những cục pin mà bên em có thể hỗ trợ anh em khi mà anh em mua chung với một cái thân máy khoang. Con này thì có mã là M212603. Rồi, thì với mẫu này thì anh em mua một viên pin 4A hoặc là những dòng pin em đang để trên bàn, thì anh em mua một thân một pin em sẽ tặng được và hỗ trợ được cho anh em mình một cục sạc S25 trị giá là 290k. Còn bây giờ thì em sẽ là khui con máy cho anh em mình xem và nói sơ một số thông tin của máy để cho anh em mình biết rõ hơn nha. Rồi thì trên con máy này nó cũng mô tả cũng như là rất là chi tiết về dòng sản phẩm cho anh em mình luôn. Chân pin M21 nè, công nghệ là rootless và nó sử dụng cái đầu gài STS để cho anh em mình sử dụng cố định cái mũi chắc chắn hơn. Nó sẽ có tổng cộng cho anh em mình là 3 chế độ, một là chế độ khoan không, hai là chế độ búa và ba sẽ là chế độ khoan và búa luôn nha anh em. Còn mũi thì anh em có thể là xài từ mũi 6 tới mũi 20. Lực đập của búa là sẽ từ 0 tới 2.6 joule cho anh em mình. Mẫu này thì bên em bán rất là chạy luôn, thời điểm hiện tại đang có giá rất là tốt cho anh em mình để đầu tư. Rồi bây giờ em sẽ là khui con máy. Rồi với mẫu này thì khi mà anh em nhận á, thân máy thì sẽ có gồm tay cầm hỗ trợ khi mà anh em mình khoan tường hoặc là khoan đục lâu anh em, thì sẽ có thêm tay cầm nha. Mẫu này thì nó sẽ có luôn cho anh em mình một lớp xốp nữa để bảo vệ con máy khi mà cũng như là trong quá trình vận chuyển con máy của anh em sẽ không bị chày xước ảnh hưởng nhiều. Đó, nó sẽ gồm cho mình là tay cầm đồ nữa nha anh em. Đây, mã nó thì ghi rất là chi tiết luôn, M21RH2603 dành cho anh em mình, chân pin phổ thông. Rồi thì bây giờ em sẽ là cho anh em xem rõ ràng chi tiết của con máy nha anh em. Thì mẫu này anh em nhìn cái thiết kế nó rất là nhỏ gọn nha, lực cũng khá là khỏe cho anh em mình khi cái lực đập nó lên tới là 2.6 joule, để cho anh em mình có nhu cầu như là khoan hoặc là đục bê tông á, mà muốn sử dụng một con máy tiện lợi thì nó sẽ có cho anh em mình là dòng pin. Rồi thì bây giờ em sẽ kết hợp chung với một cục pin 4A cho anh em mình xem cũng như là thấy khi con máy này lắp một cục pin 4A thì hình dạng cũng như là kiểu dáng nó có đẹp hơn không nha anh em. Rồi và quá trình cũng như là khi mà anh em mua được những dòng sản phẩm mà chân pin M21 á, thì khi mà anh em muốn xài tận dụng lại pin hoặc là sạc thì nó cũng sẽ là đơn giản hơn. Tại vì những mẫu máy này hiện tại đang bán rất là nhiều trên thị trường. Anh em có thể là mua những sản phẩm mà muốn tốt nè, đầu tư tốt và chất lượng cao thì anh em có thể là lựa chọn Deston nha. Rất là phù hợp với anh em mình. Sử dụng là mặt đạn NSK của Nhật ở trên cho anh em mình. Thiết kế thì nói chung nó sẽ có thêm những cái nhựa để cao su anh em, lớp cao su để bảo vệ như là cái đầu nè. Rồi ở phần tay cầm để cho anh em mình tránh cái trường hợp nó trơn anh em. Đó, bám dễ bám hơn. Con này dòng tua không tải của nó khi mà anh em sử dụng sẽ là từ 0 đến 1.400 vòng trên 1 phút khi mà anh em hoạt động một con máy motor là không chổi than. Cấp độ thì khi mà anh em sử dụng nhớ điều chỉnh bên hông giúp em nha. Nhớ điều chỉnh bên hông giúp em. Nó sẽ có gồm chế độ khoan nè, khoan có búa và chế độ búa không. Chế độ này là phá bê tông nè anh em. Đó, dành cho anh em mình đầu gai. Đó, nhìn sơ thì cái kiểu dáng máy rất là đẹp luôn, gắn với một viên pin 4A hoặc là những cái dòng Gen 2 mới đó, thì nhìn con máy của anh em rất là liền lạc nha. Rồi để anh em thấy rõ được cái độ hiệu quả của con máy thì bây giờ em sẽ là test thử cho anh em cũng như là khoan bê tông cho anh em mình xem được độ hiệu quả của con máy. Và hồi nữa thì em sẽ cũng báo giá luôn những cái mẫu pin này để cho anh em mình dễ dàng đầu tư. Và hiện tại bên em đang có gói combo rất là tốt khi mà anh em mua một thân một pin được tặng sạc. Anh em nào mà đang mong chờ cũng như là để em báo giá thì anh em xem thêm một xíu nữa thôi.
test xong bên em sẽ cố gắng báo giá sớm nhất và rẻ nhất, tốt nhất thị trường cho anh em nha. Vô. Rồi thì bây giờ em sẽ là khoan thử mũi 8 ly nha anh em, mũi 8 ly. Và em đang sử dụng gắn luôn là cái cục pin dòng xả tốt nhất của bên em hiện tại 7A5. Rồi. Và em sẽ chỉnh chế độ khoan. Khoan có búa. Thử trên nền bê tông nha anh em. Thêm một mũi nữa anh em ơi. Rồi thì bây giờ em sẽ làm hai cái mũi lớn hơn nha anh em. Khoan, 12 ly. Rồi thì con này rất là ok anh em, khi mà anh em sử dụng với cục pin dòng xả tốt nhất của em bên em hiện tại 7A5. Kèm thêm thì anh em mua nên đầu tư hẳn những cái mũi xịn, mũi tốt hơn một xíu để anh em có cái trải nghiệm tốt nhất trong công việc nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ là báo giá cũng như là báo luôn giá những cái cục pin để cho anh em mình có thể là dễ dàng chốt đơn cũng như là đầu tư nha. Thì thân máy này bên em đang bán giá là 1.650.000 thôi, anh em đầu tư được một cái thân máy. Còn khi mà anh em đầu tư thêm một viên pin 4A Blood của Deathtong thì cục pin này bên em đang bán là 820.000. Mẫu pin tiếp theo sẽ là pin 5A dòng xạ, dòng Gen 2, dòng mới nhất. Dòng này thì bên em đang bán là 960.000 một cục. Tiếp theo nó sẽ là dòng xạ cao hơn, lớn hơn cho anh em mình là dòng pin 6A, cũng là dòng Gen 2 luôn. Cục này thì bên máy móc Việt Nam đang bán cho anh em là 1.150.000. Và dòng đặc biệt hơn, tốt hơn nhất ở đây luôn, và hiện tại dòng xạ nó sẽ là cao nhất để cho anh em mình sử dụng. Đây cũng chính là cái cục pin mà hồi nãy em mới sử dụng chung với con khoan bê tông 3 chức năng để em test cho anh em mình xem á. Thì mẫu này nó sẽ là dòng xả cũng như là A của nó là 7.5A 21V cho anh em mình. Loại pin lớn nhất, tốt nhất dòng Gen 2. Thì cục này bên em đang bán giá là 1.350.000 nha. Khi mà anh em đầu tư một thân máy kèm với một trong bốn cục pin trên bàn này thì bên em sẽ tặng thêm cho anh em mình là một cục sạc S25 nữa. Thì anh em nào chốt đơn được con này á, thì có thể là điện vào số hotline 0906 779 465 để bên em giao hàng sớm nhất, và kèm theo đó sẽ tặng cho anh em thêm một cục sạc khi mà chốt được combo nha. Anh em nào ở gần địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân thì anh em có thể là chạy thẳng qua cửa hàng luôn để chốt với cái combo này. Mua một thân máy, mua với một viên pin Blood thì sẽ được bên em hỗ trợ thêm một cục sạc. Rồi cảm ơn anh em đã xem video tới bây giờ. Anh em nào mà xem video tới đây mà chưa đăng ký cũng như là subscribe kênh thì anh em có thể là giúp em một lượt subscribe kênh để mỗi khi bên em lên video mới nhất, anh em nhấn vào cái chuông thông báo nữa sẽ được nhận thông báo từ YouTube khi mà bên em lên những video mới nè, combo mới tốt hơn cho anh em mình nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo.